Ayo, hello anh em nha, và chào mừng quay trở lại với chế độ của mình. Và là mình đã xanh tiên sinh đây, và ngày hôm nay mình sẽ đến một video tiếp theo. Thì video lần này mình sẽ không hướng đến vấn đề chiến bon hoặc là hướng dẫn này kia nọ, mà video này chủ yếu là đi review ở anh em trong kênh mình. Ok, mình đã đang là một cái tách cộng đồng hôm kia ấy, thì còn nào mà các bạn nick này của mình thì đạo xanh mình sẽ kiểu như đi review, thì cũng không có mục đích đi sáo đâu mấy ông, mình chỉ đi review thôi. Còn thích thì mình anh em cứ gửi các bạn, ok, mình cũng chẳng có nhắn tin gì cả đấy, không có nhắn tin gì luôn, đa số là anh em kết bạn thôi chứ không có nhắn tin. Đạo xanh tôi không thấy nhắn tin vậy, ok, chỉ là kết bạn để mình review thôi chứ không có mục đích sáo gì cả nha anh em. Thì anh em đừng có hiểu nhầm đạo xanh kết bạn vào đạo xanh mượn hay là hack nick gì đó, ok, không có vấn đề đó nha. Ok, sầm sầm tí thôi thì vào luôn, xem thanh niên đầu tiên đi. Thì nói chung là mấy máy ọt này thì đạo xanh tôi không biết tôi review được hay không, tôi tầm 15 phút được bao nhiêu thì được nhé mấy ông. Lô tô đi. Ok, thanh niên là nhà 12. Thì lúc trước ấy, lúc trước mà anh em cài thì nó sẽ không cần kiểu như là không cần nâng cấp công trình lên mới được nâng lên nhà. Hiện tại thì đạo xanh nó khó rồi, yêu cầu công trình hiện tại thế này, yêu cầu công trình lúc trước thì không yêu cầu. Ok, thanh niên này chắc cả lúc trước rồi, cũng khá là rồi, tiếp bo lấy nhận heo rồi nè. Chiến bon hả? Chiến bon thanh niên này chủ yếu chắc được cho bomba rồi, hay là cho nhân mỏ rồi. Ui, biết máy biết bon là sẽ có 4 độ B mà này cũng ổn. Vút xuống xem coi. Ôi, tượng thì có vẻ như là thanh niên này cũng yếu nhưng mà dầu khá là nhiều ngạc, vừa qua lắm. Đó, qua thì 23% luôn. Tôi nghĩ là không nên dầu vừa qua nha mấy ông. Hoa đấy, đạo xanh nhiều nơi gọi là hoa, còn mình gọi là hoa. Đạo xanh nói chung là tiếng địa phương phải không? Người ta là hoa, bông đi, đạo xanh đèn là bông luôn. Đạo xanh hoa biết đạo xanh. Ok, 18%. Có một cái hoa nữa. Hoa nào nữa ta? Ở đây, chắc chắn là dầu nhiều ngạc của cái hoa này chắc cú luôn. Đấy, mở là maximum luôn. Tuy nhiên là không được đâu nhá. Dòng ít thôi. Dòng ít chủ yếu là lái lệ, đạo xanh dỗ thời gian thôi, chứ cũng không cần thiết lắm. Ok, nhà này cũng được. Cái ca xin sơ hở như là được rồi, nâng mấy cái trẻ lính lên mát nè. Mát thì hình như là mát là cấp tốn vậy này. Ok, để lên mát là cấp tốn nha không? Nhà này cũng ổn. Ok, về thôi, tiếp tục thanh niên tiếp theo. Thì nói chung là anh em đừng có nên dầu ngạt vào nhiều vào hoa quá. Anh em dầu ngược tượng hoặc là ca. Vậy thì anh em sở thích của anh em. Nếu mà anh em chiến tấu ấy thì anh em nên dầu nhiều vào ca, tượng chứ. Còn nếu mà anh em muốn thủ ấy, thì nên dầu vào ca. Tượng là đỏ xanh tan đôm, tan máu cho lính. Còn cao thì là xanh tan máu và sát thương cho công trình. Ok, thanh niên này là xanh tan chắc thế nhờ. Xem trang bị xương xương coi. Biết bao ngạ bờ đồ bê. Ok, cũng ổn. Chắc chắn là chiến bon bằng kỵ sĩ pháp sư rồi mấy ông. Kỵ sĩ sáng pháp sư bả luôn. Nếu mà anh em kiểu như anh em chơi đó, thì anh em đang chơi cái dọn dài nè, nâng lên một con tướng mát thôi, nâng lên một con mát để đi chiến bon thôi. Còn lại thì là xanh anh em nâng cái khó. Hiểu không? Xem bố trợ thử. Ôi, có bố trợ nè. Tuy nhiên là cờ tượng thì nó yếu quá, cờ tượng yếu quá phải không? Dầu nhiều hoa nữa, thanh niên này cũng đam mê hoa. Vậy là đam mê, thanh niên này cũng đam mê hoa rồi. Thì nói chung là hoa thì không cần thiết. Bởi vì nếu mà anh em lên nhà mạnh ấy thì hoa nó cũng chả tác dụng gì cả. Sau này anh em mạnh ấy thì nó, lính con này yếu là chiến nó yếu lắm, lực chiến nó yếu. Bởi vì giờ đúng không, nhìn nè. Đây, 13%, 20%. Cạn thêm bổ trợ nó cũng chỉ được gần 30% thôi. Thêm đồ VIP nữa, VIP bóng là càng 3% nữa, là tầm đâu đó, không cho nó 1% đi. Ok, xem cái ọt của tôi nha. Còn này đạo xanh làm video săn bó luôn. Đạo xanh có thanh niên đạo xanh đạt cặc mua thì bó luôn. Và hình như có một bọn đạt cặc mua rồi, đạo xanh bó luôn. Đạo này bó 800k nha không, đạo xanh nói gió luôn. Nhưng mà đạo này tôi bó rồi. Ok, tượng của tôi thì 33 với lại 35. Vậy, vũ trợ pháp sư đạo xanh đem càng 13% nữa. Xem đó là VIP nam càng thêm 4% nữa đạo xanh. Không phải là trên 50% không? Ai pháp sư của tôi gọi là một phát là chữ một phát đau lắm anh em. Đấy, chữ một phát là xanh thấu, là mát thấu luôn em. Ok, là tiếp tục đi review tiếp thôi anh em. Với là tôi full hoa, full B chứ nhỉ? Full B có được một cổ dốt, tăng một cấp cái trò này. Nhưng mà cái trò con của tôi mà lên cấp 16 thì sẽ nó ra điện. Ok, tiếp tục thăm ngàn. Redmi Pro gì đây, Redmi Nam à. Thì nói chung là nhiều thanh niên quá thì đạo xanh tôi sẽ làm video khóc, anh em cũng nó lo gì cả. Đạo xanh. Tuy nhiên là xíu nữa tôi sẽ review từ dưới lên nữa. Hay xui lưu tô nha mấy ông. Chứ kiểu nhiều thanh niên quá rồi. Không review hết được. Review điện thoại tôi bây giờ điện thoại Reba. Do là đạo xanh điện thoại kia tôi mua rồi, nhưng mà nó đâu kể tiếng Anh. Mà tiếng Anh của tôi à, mấy ông biết rồi đó. Đạo xanh chỉ có 4 điểm thôi, thi tốt nghiệp mà chỉ có 4 điểm thôi. Cho nên là tôi cũng không cầm đi rồi gì. Ok, rất may thanh niên này cũng mạnh đấy. Full B.
Việt Nam chắc chắn là full B rồi. Rồi cái ọt bị phá rồi. Cùng cái chiến bom anh em này để có khá là nhiều đến chiến bom anh em thấy đấy. Ok, rồi cái xương xương của thôi. Tận bom mơ ok. Cả là thì 16 à. Anh em này cũng dồn nhiều quá vào đồ tạc này. Đồ trang trí dồn vào hoa cũng. Đừng dồn vào hoa nhiều quá ba. Hoa nhiều quá vì sao anh em không có ngạc cho mấy cái tượng này yếu lắm. Hoa đâu ta, hoa nào? Hoa nở rồi, hoa toàn rồi. Anh em chắc hoa toàn rồi. Có hoa đen đen á, đỏ xanh. Không giờ hoàng thì nó màu đen đúng không? Đây, tôi chỉ chùm thấy một chùm hoa thôi. Ok, hoa này thì anh thanh niên không cần thiết. Vì anh thanh niên này thích hoa kia hơn. Hoa kỹ như hoa do hoàng tốn 5G á. Tốn 10G á, tốn 10G đến 60G vậy đó. Thanh niên này vẫn đông cho tượng khá là nhiều. Chắc là yếu à. Ok, xem bổ trợ thôi. Phúc sư 43. Ok, tiếp theo thăm ngàn. Thôi mấy thanh niên này thích dầu ngạt vào hoa quá ta. Tôi thì không thích. Lúc trước ấy, thì tôi cũng chơi ngu quá. Tôi dầu hết của luôn, tôi cứ nghĩ là đậu xanh dũng thời gian. Và hậu quả là anh em thấy đậu xanh tiên sinh của tôi đó, yếu lắm. Cờ tự yếu lắm, đánh không lại em cả. Ok, mắt đấy từ dưới mắt lên. Đúng không? Em mà đậu xanh từ trên mắt xuống nào. Cái mắt lên chứ, em chơi mắt xuống nào. Nó hàng vừa xíu, dở cả mọt á. Ok. Anh em này là đậu xanh bị quân sự á. À nhầm, bị trao. Ok. Đặng thỉ mày trao ấy mà. Ok, thanh niên nhà tốt là xanh he luôn, bê luôn, kinh nhờ. Khá là kinh ngạc đây. He luôn, bê luôn, bảnh đây, bảnh. Thanh niên này là xanh cũng có được cái ca. Cái tượng là xanh mạnh này á. Ok, có một thanh niên nhắn tiền cho mình happy. Mét đi mình làm việc anh xí nhắn lại đạo, không sao cả. Thanh niên nhà tốt mà vẫn thích đông qua rồi nè. Tuy nhiên là không được lấy lá nữa nha, đông vào mấy cái này thì mạnh hơn. Đông ngạc vào mấy cái này để nó mạnh, lính anh em mạnh. Ok, còn nếu mà anh em có một cái tượng đồ tạc ấy thì đông ít vào đó thôi. Anh em dòng vừa đột, dòng bùa vào. Năng cái đó mát này cậu sản. Tui nó thật đồ bổ lực, bút mạnh luôn. Tiếp theo, giữa đi. Không, ở dưới mắt lên là phải heo qua ké lại. Cậu sản đạt tay chắc vãi rồi. Rất là nỗ lòn. Hôm qua thanh niên này có ngố lòng thật không? Hổ ngố nhồn. Chắc đấy 13% mà. Tuy nhiên là nhà tốn thì mình cũng không kiểu như là cũng mới chơi thôi. Kệ sĩ pháp sư này, combo này ổn. Ok à, nhỏ này chơi rồng hả? Chơi rồng mà chắc chắn mình tóc rồi. Chơi rồng là chủ yếu chơi mình tóc có hồng máu chứ mấy ông. Ok, người thanh niên này nhà tốn. Nhưng vẫn có động mê chơi fake ấy chứ. Nhà này công trình ổn phải không? Đậu xanh nhà tốn mà đậu xanh cà dài cũng được, cũng gọi là được lõ đấy. Nhà tốn dài cũng được lõ đấy. Đó là nhà dưới thì đậu xanh không có ngạc nhiều để gán vào mấy cái hoa và mấy cái tượng hay mấy cái cà tượng. Ok, boss Sky. Đậu xanh nào? Thanh niên phong Sky kìa. Sự tục MPB Sky bọc tràng. Thanh niên là bố à, báo bọc tràng kìa. Ngày có tiền khó, không có yên nghĩa lắm. Nhưng không sao, thanh niên này đã có qua trận bị bê. Oh shit, cũng ngon đấy. Nên này chỉ cho hồi máu thôi. Ok. Cờ tượng này ổn này, 20 máy này. Nhà tốt mà cờ tượng 20 máy là ngon lắm không. Tuy nhiên là đậu xanh là bỏ vào trong quý. Hoa thì cũng không cần thiết. Tôi thanh niên là thích đương hoa chứ ta. Đúng là tự trẻ em mà cho mắc xe làm. Vì sao anh em yếu là anh em cần tự nhận ra thôi. Một là đậu xanh vì sao anh em yếu anh em tự nhận ra. Hay là đậu xanh người ta nhát anh em. Tôi thì đậu xanh lúc đấy thì tôi thấy đậu xanh mấy người ta ấy thì cờ tượng đậu xanh mạnh như cái gì, còn tôi thì đậu xanh quá yếu luôn. Cho nên tôi nhìn là đậu xanh tôi đã dồn công dồn sức vào hoa và thế là nó đã tàn phải không, cũng chả được làm ăn gì được cả. Thì nếu mà đậu xanh cả hoa thì cũng ổn thôi, nhưng mà vừa thôi chứ đừng nhiều quá. Anh em có thể là đậu xanh đi làm thử thách ban hậu vậy nè, hoặc là một ngà quay vào quay ma mén này, quay lô tô này bùng nó ra được mười cái này đấy. Hoặc là đậu xanh anh em lộn nhiệm vụ gì đó sẽ được nhiều dũng thời gian. Hoa nhạc đi, hello. Oh shit, cú đi. Có vẻ như là đậu xanh tư nhân phẩm hơi tê. Thế là mình sẽ bước thanh niên chính giữa vào đây, thanh niên nổ lại. Mình sẽ thật biết qua. Nghe chắc thế nhỏ. 15 phút nhưng mà đậu xanh giờ nó thì nó tiếp làm một đặt đậu xanh. Hết giờ đúng không, đậu xanh. Cây thật sự để tôi không thể nào mình review hết được. Oh shit, thật tôi bị lót rồi. Này nó hay bị lỗi đấy không, game hay bị lỗi. Ok, thanh niên này dồn vào đậu xanh cướp giúp dầu đen thế. Thanh niên này dồn vào cái gì ta, cái tượng đồ tạc quá ta. Ok,
nên lại rồi từ trái này không em cho lúc mắc sai lầm. Ok tiếp tục nè anh em. Ok vào 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 vì em sẽ đảo xanh tốt chính giữa đi anh ngon đầu đảo xanh năm tay ha thì ui đảo xanh cấp 101 nhà chính chưa. Ô có thứ đi nó rồi có thứ đi review rồi. Ồ xanh đây là quanh chom nhà nhà chính à nên là chắc bét nhà chính rồi đây đảo xanh kinh. Ui ghê nhưng mà từng thì mấy chục từng tốn thôi. Wow, công trình thì có vẻ như là cũng chưa mát của nhà chính nhưng mà chủ yếu là do là châu quân ấy, châu quân nó sẽ tăng tăng cấp độ lên nha anh em. Châu quân tăng cấp độ thì theo loạn thì nó không có nhờ gọi là cấp cô nhất, tuy nhiên là sẽ có nhờ kiểu như là cấp cô nhưng mà nhờ cũng ổn thôi bởi vì là châu quân ấy thì nó sẽ tăng cái cấp lên. Ok thanh niên này chiến bom là gì đây thì nói chung là nhà chính thì cũng không có gì chiến bom cả, chắc chắn là cho nhân mở rồi, nhà cho nhân mở mạnh mấy không. Ui tượng 25 này sẽ ngon, ui tượng 29 luôn, nhà chính mà có tượng 29 cũng ngon đấy không. Ok tuy nhiên là dòng vào tượng độ tẹt với là tượng vũ thời gian khá là nhiều. Cái nhân mỏ này à, không có nhân mỏ hả. Kỵ sĩ pháp sư, kỵ sĩ boa pháp sư chính cạn lẹ thì khoảng được là tầm 4%, vip máy là nữa vip boa thì cạn bao nhiêu phần trăm ta, vip boa chỉ tăng độ trang trí với 1% thôi. Ok nha anh em, nhà này cũng ổn ấy. Ok ổn tuy nhiên là bản chữ mát, tôi có thằng nick của thằng em tôi đó, của thằng bọn tôi chứ xanh nó mát thằng chín luôn rồi, tường thì nó bản chữ mát là tường chín cũng gần mát luôn. Ok lúc sau tôi review cho mong xem, tôi không biết nó có cái bọn nào với cái nick này không. Để tiếp tục lô tô một thanh niên nó đây, một thanh niên nhà gì ta. Ok thanh niên này 99 đi, cấp 99 nhà 10 thì nói chung là review này mình cũng không có nhiều thời gian đi không, nếu một video là tầm 15 phút thôi, điện thoại mình nó tròn bộ nhớ đi, bộ nhớ nó đầy. Ok VIP 3 là giữ như là cà cha thôi. Ui hay à, bò đồ B có cái kiếm B cũng ngon này phải không. Oh shit thế nên là cũng có vẻ như là đông đồ trang trí, đừng đông rồi nhiều hoa quá phải không, đông rồi cái này nè đấy tự công thủ này đấy năng gần mát rồi còn hair on thôi ngắn ngạc luôn mấy cái cự tự như thế này cho nó mạnh lên búp sức mạnh cho nó cái boy thì cũng tăng 1% phải không. Ui nhà này công trình cũng ổn nè. Ok thì xem bổ trợ thanh niên này chơi gì, mình xem bổ trợ được là mình biết thanh niên này chơi gì liền à. Mấy cái quân hình như bị lót phải không, bị lót sói. Ok bổ trợ, ui bổ trợ là quy lửa hả, quy lửa bomba thanh niên này chơi combo bomba quy lửa không. Ok tiếp tục review sương sương đi không. Ui đánh đi, tôi nghĩ là đã sương sương đánh tặng đi, đánh tặng là kết thúc video luôn phải không, bởi vì là cái này là tôi trước hôm kia chiến bom ấy mà do thằng tôi đưa thằng nick chân em cho nó đánh mắt nên tôi luyện thì vô nó hết lượt mất nên là cũng không đánh được. Ok thì sẽ đánh nhà một nhà đầu tiên đi, tặng cầu mất tiền bộ phí. Ok đập trúng em không, quất luôn là thầu luôn đập xanh nó đứt mình hay coi này này chơi lại thế online á xanh cây thế nhở, đánh lên này đi. Oh shit, quốc luôn em, quốc là video luôn. Ui lỡ ta rồi, toan rồi ông giáo à. Lỡ ta. Đây là một pha lỡ ta đến vị trí của đạo xanh tiên sinh. Và thanh niên này sẽ bị đói, trói gió thôi. Ui, nó trao, nó không dụ được bom mấy không. Con quỷ lửa phải dụ được bom, không dụ được bom là toan lắm. Có hero ăn để tôi xem đi. Bùm, nổ. Hero ta. Tôi bị cặn rồi phải không, cái xét này rồi à, có phải như là không có hero à, dụ nó đây giết đúng không, dụ nó giết nãy tôi không tính dụ đâu mà đạo xanh tôi thỏa lộn á, lỡ ta đó là một tình huống lỡ ta đến kiểu vị trí của đạo xanh tiên sinh bức từ cháu với nó liền anh em rồi tao số sáu khô máu thôi có một con bị lửa rồi nó chạy vào chạm nó dụ bớt bom đi không, thì bạn nó sẽ dụ được một trái bom đó, máy dụ bom kia, dụ bớt mấy trái bom đi không, tôi cần phải đáng ban các bạn, đáng ban, ui giờ sẽ nó xịt rồi, tốc độ, ui nổ, hồi máu, ui tiêm diệt nhau về bên đấy kia có sabun. Giúp nó. Ui đừng cho ra đúng ha quá. Để
cho nó ra là toan luôn, phải không? Toan đó mà nó ra là toan thầy cái đấy. Thật sự nó phải ra là toan đấy. Nó ra con gì ta? Nó ra con ra con kia là toan đấy, phải không? Ok, đây là con ra cũng hay. Đây là nó con ra hai con, đủ toan liền. Ui. Ý như là trái bom, mà kiểu như trái bom tầm việc nhỏ thôi. Đủ một phát là chết luôn mấy bài gia quỷ của tôi luôn, phải không? Ok. Đây, có mấy anh em có xem mấy clip này của mình thì nói chung là mình sẽ cố gắng xem review hết cái đống anh em trong đây. Vì thời gian cho phép nên là mình review được một số bạn thôi. Chứ bạn ba mén thì được mình review. Thì có mấy anh em rất nhiều. Đây, anh em ra clip tiếp theo của mình nha các bạn. Subscribe kênh nha. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nha. Ok, nhớ subscribe nha.